Phần 1. Nghệ thuật ứng xử căn bản. Chương 1. Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong. Ngày 7 tháng 5 năm 1931, tiếng quyên náo và tiếng chân chạy rầm rập trên đường phố New York. Cảnh sát đang rượt đuổi một tên tội phạm nguy hiểm. Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực và quyết tâm, cảnh sát đã tóm được Crowley hai súng, một tên giết người hàng loạt ngay tại nơi mà hắn không ngờ tới. Nhà người yêu của hắn trên đại lộ West End. 150 cảnh sát và mật vụ bao vây tòa nhà cao nhất nơi hắn ẩn náu. Họ chọc thủng mái nhà, phun khói và bố trí cả súng máy tại các cửa sổ của những cao ốc xung quanh. Âm thanh chát chúa của những tràng súng máy và súng ngắn vang lên liên tục trong hơn một giờ đồng hồ. Bên trong căn phòng ở tầng cao nhất đó, Crowley ẩn người sau những chiếc ghế bành độn bông dày, quyết liệt chống trả lực lượng cảnh sát bằng những tràng súng liên thanh. Nhưng cuối cùng tên tội phạm có tài thiện xạ này cũng phải đầu hàng. Cảnh sát trưởng New York, ông Mulroney nhấn mạnh rằng tên Crowley hai súng là một trong những tên tội phạm nguy hiểm và tàn ác nhất trong lịch sử tội phạm ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ này. Một điểm rất đáng lưu ý về con người của Crowley đó là chỉ một lý do cỏn con, thậm chí không cần có lý do nào, hoặc là đơn giản chỉ để giải sầu, hắn cũng có thể chĩa súng vào người khác và bóp cò. Tuy nhiên đó là suy nghĩ của cảnh sát. Riêng tên tội phạm máu lạnh này lại không nghĩ như vậy. Khi bên ngoài cảnh sát tìm mọi cách để bắt hắn, thì trong phòng Crowley đang viết một bức thư. Bức thư còn dính vệt máu đỏ, và đây là những gì Crowley đã viết. Dưới lớp áo này là một trái tim mệt mỏi nhưng dịu dàng, một trái tim không hề làm tổn thương ai. Đọc những dòng này, ai chẳng thấy lòng mình xúc động, nhưng sự thật thì lại trái ngược với những gì hắn viết. Chỉ vài giờ trước đó, Crowley đã nã súng vào một cảnh sát giao thông khi anh chặn xe hắn để kiểm tra bằng lái. Khi viên cảnh sát ngã gục xuống, Crowley đã nhảy ra khỏi xe, chộp lấy khẩu súng ngắn của nạn nhân và lạnh lùng bồi thêm một phát nữa vào thân hình đang run rẩy hấp hối. Crowley bị kết án tử hình. Trên ghế điện của nhà tù Sing Sing, hắn còn ngụy biện rằng phải chăng đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu vì đã giết người? Không, đây là sự trừng phạt mà tôi phải chịu chỉ vì tôi cần tự bảo vệ mình. Thật kỳ lạ là một kẻ thủ ác rõ ràng như vậy lại không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình. Tôi có trao đổi thư từ qua lại với Lewis Lawrence, nhân viên cai ngục của nhà tù Sing Sing, là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở New York. Lewis tâm sự, rất hiếm phạm nhân ở Sing Sing tự xem mình là người xấu. Họ nghĩ họ là những người bình thường như anh và tôi. Họ có thể kể cho anh nghe tại sao họ phá một cái sắt hay nhanh tay bấm cò súng. Hầu hết bọn họ đều tìm cách đưa ra những lý lẽ dối trá để bào chữa cho hành vi phạm pháp và vô lương tâm của mình. Họ kiên quyết cho rằng không có lý do gì để bỏ tù họ cả. Nếu như Al Capone hai súng và những tay anh chị thuộc các băng đảng xã hội đen không bao giờ thừa nhận tội ác tài trời của mình, thì liệu những con người bình thường có dễ dàng tự nhìn nhận những sai lầm hết sức đời thường của mình hay không? John Wanamaker, người vừa sáng lập chuỗi cửa hàng bán lẻ mang tên ông, đã từng thừa nhận rằng cách đây 30 năm, tôi hiểu rằng mắng nhiếc người khác là ngu ngốc. Tôi đã gặp nhiều rắc rối tưởng như không thể chịu đựng được trước khi hiểu được một sự thật hiển nhiên là Thượng Đế trao cho mỗi người một đặc điểm riêng, không ai giống ai. Và chính vì vậy, tôi không thể đòi hỏi mọi người phải hành xử giống nhau, và mọi người đều biết tự phê phán mình khi họ làm một điều gì đó không tốt. Quả là Wanamaker tài ba đã sớm rút ra được bài học đó, trong khi tôi phải mất cả một phần ba thế kỷ mày mò tìm kiếm mới bắt đầu hiểu ra rằng có đến 99% trong chúng ta không bao giờ tự phê phán mình vì bất cứ điều gì, cho dù chúng ta có sai lầm đến đâu đi nữa. Chỉ trích là vô bổ, nó chỉ gây ra thái độ chống đối và bào chữa mà thôi. Chỉ trích còn có thể trở nên nguy hiểm vì nó chạm vào lòng kiêu hãnh, cố chấp của con người, gây tổn thương tới ý thức về tầm quan trọng của họ, và kết cục thì chỉ tạo nên sự tức giận và căm thù.
chỉ trích còn gây phản ứng chối bỏ trách nhiệm, đồng thời phát sinh tâm lý chán nản và nhục chí, trong khi lỗi lầm vẫn không được giải quyết. Skinner, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, đã chứng minh qua thực nghiệm rằng một con thú nuôi được khen chuyện hành vi tốt sẽ học nhanh và nhớ tốt hơn một con thú bị trừng phạt vì hành vi xấu. Những công trình nghiên cứu gần đây cho thấy phát hiện này cũng đúng với con người. Nhà tâm lý học lỗi lạc Hansel cho biết, nỗi sợ bị lên án ở con người cũng lớn với việc khao khát được tán thưởng. George Johnston ở Emmett, Oklahoma, là người phụ trách dàn an toàn lao động cho công nhân trong một công ty thiết kế. Trách nhiệm quan trọng của ông là làm sao cho các công nhân chịu đội nón bảo hộ mỗi khi họ làm việc ở công trường. Ông kể lại rằng, mỗi khi bắt gặp công nhân không đội nón bảo hộ, ông thường dùng quyền lực ép buộc họ phải tuân theo quy định. Họ miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng ngay khi ông quay lưng đi, họ lại cất nón đi. Sau khóa huấn luyện tại trung tâm chúng tôi, ông quyết định thử một cách tiếp cận khác. Khi thấy một vài công nhân không đội nón bảo hộ, ông hỏi họ phải chăng chiếc nón không thích hợp hay là có điều gì đó không ổn. Sau đó ông nhắc rằng khi làm việc họ nên đội nón bảo hộ để khỏi bị tổn thương hay gặp nguy hiểm khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Kết quả là số công nhân chấp nhận đội nón đã tăng lên mà không hề có sự phản đối hay một thái độ khó chịu nào nảy sinh. Có thể dễ dàng tìm thấy vô số thất bại do tính cách hay phê phán chỉ trích của con người trong suốt chiều dài lịch sử của mọi dân tộc. Bản chất của con người là thế. Những kẻ gây ác, chê trách người khác không bao giờ tự chê trách và nhìn lại mình. Và những lời chỉ trích giống như con chim bồ câu đưa thư bao giờ cũng quay trở về nơi xuất phát. Có một điều rất nguy hiểm đó là những người mà ta chỉ trích lên án chắc chắn đều sẽ tìm lý lẽ tự biện hộ cho mình và kết án ngược lại chúng ta. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát trong căn phòng của một nhà trọ bình dân đối diện với con đường đi từ nhà Hartford. Nhìn Lincoln bằng ánh mắt kính trọng lẫn tiếc thương sâu sắc, Bộ trưởng Quốc phòng Stanton thốt lên: đây là nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất của thế giới, tự cổ chí kim. Bí quyết nào đã tạo nên những thành công của Lincoln trong vai trò lãnh đạo như thế? Theo tôi, chính cách ông đối xử với mọi người đã giúp ông nhận được những tình cảm đặc biệt và lòng tin yêu hết mình của họ. Tuy nhiên tính cách đó không phải do trời phú, mà chính là do ông rèn luyện mà có. Ít có ai biết rằng trước đây, anh chàng Lincoln khi còn đang ở thung lũng Pigeon Creek, bang Indiana, không chỉ thích chỉ trích cay nghiệt mà còn thường viết những bức thư và bài thơ chế nhạo người khác rồi trải ra đường cho mọi người cùng đọc. Cũng ít ai biết rằng, luật sư xuất sắc Lincoln ở Springfield, bang Illinois, rất hay phê phán công khai đối thủ của mình bằng các bài viết đăng trên những tạp chí địa phương. Sự kiêu ngạo và ngông cuồng đó có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu như không có một ngày. Đó là một ngày mùa thu năm 1842, chàng trai trẻ hiếu thắng đã chế giễu một chính khách kiêu ngạo tên là James Shields bằng một bài viết không ký tên đăng trên tạp chí Springfield. Cả thành phố đều cười nhạo James. Thế là James sụp sôi căm phẫn. Bằng mọi giá, ông ta phải tìm cho ra kẻ viết bài báo nọ. Ông phi ngựa đuổi theo Lincoln và ném găng thách Lincoln đấu kiếm vì danh dự. Lincoln không thích đấu kiếm, thậm chí ông đã từng đấu tranh chống lại hủ tục này. Nhưng trong hoàn cảnh đó, ông không thể né tránh nếu muốn bảo toàn danh dự. Lincoln được phép chọn vũ khí. Vì có cánh tay rất dài, nên ông chọn thanh trường kiếm của kỵ binh và học đấu kiếm cấp tốc từ một người bạn tốt nghiệp ở trường West Point. Đến hẹn, ông và James ra một bãi cát trên bờ sông Mississippi. May mắn thay, vào phút cuối, những người giúp việc của họ đã giúp cả hai cái đầu đang hừng hực sát khí hiểu ra mọi chuyện và chấm dứt được cuộc đọ kiếm một mất một còn. Chỉ đến khi đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết của chính mình và người khác, Lincoln mới thấy trải nghiệm đó khủng khiếp như thế nào.
cuộc đấu kiếm chết người bất thành đó đã dạy ông một bài học vô giá về cách cư xử với người khác. Từ đó trở đi, Lincoln không bao giờ viết thư lăng mạ bất kỳ ai, không bao giờ chế nhạo ai và gần như không bao giờ chỉ trích ai về bất cứ điều gì nữa. Trong suốt cuộc nội chiến ở Mỹ, Lincoln đã từng đề cử các viên tướng McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade cầm đầu đạo quân Potomac. Mỗi vị tướng đều từng phạm những sai lầm khủng khiếp khiến cho Lincoln nhiều lần rơi vào tình thế tuyệt vọng. Một nửa đất nước kịch liệt lên án những viên tướng bất tài này. Chỉ riêng một mình Lincoln luôn tỏ thiện chí và không hề chỉ trích bất kỳ ai trong số họ. Một trong những câu ông thường nói đó là: chúng ta không nên kết án người khác để cho chính mình không bị kết án. Khi bà Lincoln và nội các của ông lên án gay gắt người dân miền Nam, Lincoln đã khuyên rằng: đừng chỉ trích họ, vì có thể chúng ta cũng sẽ hành xử như thế trong những hoàn cảnh tương tự. Có đôi lần suýt chút nữa thì chính Lincoln cũng lên tiếng chỉ trích người khác, nhưng ông đã không chỉ trích, mặc dù ông hoàn toàn có lý do chính đáng để làm điều đó. Trận Gettysburg diễn ra trong 3 ngày đầu tháng 7 năm 1863. Đêm ngày 4 tháng 7, tướng Lee thuộc quân đội miền Nam bắt đầu rút quân về phía Nam trong khi cơn bão mang đến những trận mưa như trút nước. Phía trước ông và đoàn quân bại trận là dòng sông Potomac đang thét gào, nước cuồn cuộn sủi bọt trắng xóa. Phía sau là một đạo quân liên minh chiến thắng đang rượt đuổi. Lee bị kẹt ở giữa và hầu như không còn đường thoát. Từ bộ chỉ huy, Lincoln lập tức nhận ra đây là cơ hội bằng vàng để bắt gọn đạo quân của tướng Lee và chấm dứt chiến tranh. Thế là Lincoln ra lệnh cho tướng Meade ngừng triệu tập hội đồng chiến tranh mà lập tức lên đường tấn công Lee. Lincoln đã chuyển lệnh bằng điện tín và sau đó còn cử một đặc phái viên đến gặp Meade yêu cầu phải hành động ngay lập tức. Nhưng tướng Meade đã làm gì? Ông ta làm ngược lại lệnh của tổng thống, triệu tập cuộc họp hội đồng chiến tranh. Không chỉ có thế, ông ta còn do dự kéo dài thời gian, rồi đánh điện tín từ chối mệnh lệnh của Lincoln. Sáng hôm sau, nước rút, tướng Lee vượt sông Potomac với lực lượng toàn vẹn. Lincoln tức giận điên người, ông gào lên với Robert, con trai của mình: trời ơi, cha không thể nào hiểu nổi, chúng ta chỉ cần chìa tay ra là tóm gọn tất cả. Vậy mà tất cả những gì cha nói và làm đều không thể khiến cho quân đội tấn công ngay vào kẻ địch. Trong hoàn cảnh thuận lợi đó, bất kỳ viên tướng nào cũng có thể đánh bại được Lee. Nếu cha có ở đó, có lẽ cha đã đánh tướng Meade ngay một trận rồi. Trong nỗi cay đắng và thất vọng tột cùng, Lincoln viết thư cho Meade. Thời kỳ này Lincoln cực kỳ bảo thủ và rất khó thay đổi suy nghĩ của mình. Chính vì thế bức thư mà Lincoln viết cho Meade vào năm 1863 chứa đầy những lời trách móc nặng nề nhất. Tướng quân thân mến, tôi không tin là ông không nhận ra hiểm họa trong việc để Lee chạy thoát vừa rồi. Ông ta gần như đã nằm trọn trong tay chúng ta, và nếu bắt được Lee, cuộc nội chiến này có thể đã kết thúc. Thế mà ông đã để vượt mất cơ hội ngàn vàng, và cuộc chiến này không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Nếu như thứ hai tuần trước ông không thể chiến thắng Lee trong những điều kiện thuận lợi như thế, thì bây giờ và về sau, ông có thể làm gì để tấn công được Lee ở phía nam con sông, trong khi ông chỉ còn 2/3 lực lượng mà ông đã từng có. Chẳng có lý do gì tôi có thể hy vọng ông xoay chuyển được tình hình. Ông đã hoàn toàn đánh mất cơ hội ngàn năm có một. Tôi không thể diễn tả được nỗi thất vọng và tức giận của tôi lúc này đối với ông. Các bạn nghĩ Meade đã làm gì khi đọc bức thư này? Meade đã không làm gì cả, bởi vì ông ta không bao giờ được đọc bức thư đó. Đơn giản bởi vì Lincoln đã không gửi nó đi. Người ta tìm thấy nó trong những tập hồ sơ của Lincoln sau khi ông qua đời. Theo phỏng đoán của tôi, chỉ là phỏng đoán thôi, sau khi viết bức thư này, Lincoln đang nhìn ra cửa sổ và nhàn nhàng tự nhủ: khoan đã nào, có thể là mình không nên vội vã như vậy. Chẳng khó gì khi ta ngồi đây trong khung cảnh bình yên của Nhà Trắng để ra lệnh cho tướng Meade tấn công. Nhưng giả sử như ta đang ở Gettysburg tuần vừa rồi, tận mắt nhìn thấy cảnh máu đổ kinh hoàng
Như Maid đã nhìn thấy, tai đã nghe tiếng la hét kêu gào của những đồng đội đang hấp hối như Maid đã nghe, thì có lẽ ta cũng sẽ không muốn tấn công nữa. Và hơn nữa, nếu như ta có tính nhút nhát do dự của Maid, có lẽ ta cũng sẽ làm đúng như điều ông ta đã làm. Dẫu sao thì sự việc cũng đã rồi, nước đã chảy qua cầu. Nếu bức thư này được gửi đi, ta sẽ hả giận phần nào, nhưng Maid có thể tìm cách tự bào chữa hoặc quay lại cách án ta. Điều đó sẽ gây ra những phản ứng tiêu cực, cản trở năng lực của Maid sau này với tư cách là tổng tư lệnh. Và biết đâu tai hại hơn nữa, là vì như vậy mà ông ta có thể bị buộc phải rời khỏi quân đội. Đây là một sai lầm rõ ràng, và chắc chắn là Maid sẽ tự nhận ra sau này. Có lẽ chính vì những suy nghĩ như vậy mà Lincoln đã gạt bức thư qua một bên. Ông đã học từ kinh nghiệm cay đắng rằng những lời phê phán và chỉ trích gay gắt hầu như bao giờ cũng mang đến kết quả tiêu cực. Theodore Roosevelt kể lại rằng khi phải đối diện với những vấn đề rắc rối, ông thường ngã người ra ghế và ngước nhìn bức chân dung khổ lớn của Lincoln treo trong phòng làm việc của mình ở Nhà Trắng, rồi tự hỏi: nếu là Lincoln thì ông ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Ông sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Đại văn hào Mark Twain từng có lần viết thư cho một người làm ông tức điên rằng: điều mà anh cần làm lúc này là một giấy phép để tự mai táng. Anh chỉ cần thông báo tôi sẽ lo được ngay. Một lần khác ông viết thư cho một nhà xuất bản về việc người sửa bản in muốn chỉnh sửa lỗi chính tả và cách chấm câu của ông. Sau này đừng có mà sửa gì trên những tác phẩm của tôi, và bảo tay sửa bản thảo ấy hãy giữ lại những ý tưởng điên rồ trong cái đầu tệ hại của hắn cho đến chết đi. Việc viết những bức thư nặng tính chỉ trích, mỉa mai thậm tệ như thế làm cho Mark Twain cảm thấy dễ chịu hơn. Những lời lẽ cay nghiệt đó giúp ông giải tỏa được cơn giận. Nhưng may mắn là chúng không gây thiệt hại gì, bởi một điều đơn giản là phu nhân của Mark Twain đã kín đáo giữ tất cả chúng lại. Những lá thư đó không bao giờ đến tay người nhận. Có người nào bạn đang muốn họ thay đổi và tự sửa mình để tiến bộ hơn không? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này. Nhưng tại sao lại không bắt đầu từ bản thân mình? Thay đổi chính mình là một việc có ích và thực tế hơn nhiều so với việc thay đổi người khác, và khả năng thành công cũng cao hơn rất nhiều. Khổng Tử từng nói: đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch. Nếu như bạn muốn bị ai đó oán hờn dai dẳng hàng chục năm trời, và thậm chí có khi tới lúc chết bạn vẫn còn bị hận thù, thì hãy tặng cho người ấy những lời phê phán chỉ trích cay độc, cho dù bạn biết chắc chắn những lời chỉ trích đó là đúng. Thật ra thì con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến, và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Lối chỉ trích gay gắt đã khiến cho Thomas Hardy, một trong những tiểu thuyết gia lừng lẫy của văn học Anh Quốc, phải vĩnh viễn từ bỏ việc viết tiểu thuyết. Cách phê bình cực đoan cũng đã từng đẩy Thomas Chesterton, nhà thơ người Anh, đến chỗ tự sát. Benjamin Franklin, một người thô lỗ khi còn trẻ, đã trở thành một nhà ngoại giao tài năng đến mức được chọn làm đại sứ Mỹ ở Pháp. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông đáp: tôi không nói xấu ai, mà chỉ nói những điều tốt đẹp tôi được biết về họ. Bất cứ những người thiếu suy nghĩ nào cũng có thể chỉ trích, oán trách và than phiền người khác, và hầu hết những người thiếu suy nghĩ đều làm như thế. Nhưng phải là người biết tự chủ và có một tâm hồn bao dung, rộng lượng mới có thể hiểu và biết tha thứ cho người khác. Dĩ nhân thường biểu lộ sự vĩ đại của mình trong cách đối xử với những con người nhỏ bé. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cụ thể. Bob Hoover là phi công lái máy bay trình diễn nổi tiếng ở Mỹ. Trong một lần bay thử, khi ông vừa cất cánh và lấy được độ cao, thì cả hai động cơ của chiếc máy bay đột ngột ngừng hoạt động. Nhờ kinh nghiệm và tài năng khéo léo, ông đã đưa được máy bay đáp xuống đất. Mặc dù không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng chiếc máy bay gần như đã hư hỏng hoàn toàn. Hành động đầu tiên của Hoover sau khi đáp khẩn cấp là kiểm tra bình nhiên liệu của máy bay.
Đúng như điều ông đã phỏng đoán, bình xăng của chiếc máy bay cánh quạt thời Thế chiến thứ hai đã không hề chứa xăng, mà thay vào đó là đầy dầu phản lực. Sở dĩ máy bay khởi động lúc đầu được là nhờ phần xăng còn sót lại trước đó. Khi trở về sân bay, ngay lập tức ông đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức gần như cuồng trí. Khi Hoover tới gần, gương mặt thất thần và hoảng sợ của anh ta ràn rụa nước mắt. Anh ta biết mình vừa gây nên một lỗi lầm không thể tha thứ, làm hỏng một chiếc máy bay rất đắt tiền và suýt chút nữa đã giết chết 3 mạng người. Người ta có thể tưởng tượng một cơn nổi giận lôi đình và những lời mắng nhiếc thậm tệ từ người phi công tài ba đầy lòng kiêu hãnh sắp sửa trút xuống người thợ máy. Nhưng không, Hoover đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm choàng vai người thợ máy ấy và nói: "Tôi tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai sót này nữa. Để minh chứng cho lòng tin của tôi đối với anh, tôi muốn rằng sáng mai anh tiếp tục chuẩn bị cho chiếc F-51 của tôi." Tôi tin rằng bạn có thể hình dung sự xúc động và cảm kích chưa bờ bến của người thợ máy đối với Hoover sau nghĩa cử bao dung đó. Cha mẹ thường có xu hướng trách mắng con cái. Tuy nhiên trước khi bạn la mắng con mình lần sau, xin hãy đọc bài "Cha đã quên". Bài viết này xuất hiện lần đầu trong tờ báo People's Home Journal. "Cha đã quên" là một sáng tác ngắn viết ra trong giây phút cảm xúc chân thành, tác động mạnh mẽ vào nhiều độc giả, đến mức được yêu cầu in lại hàng năm. Sau khi xuất hiện lần đầu, bài viết nổi tiếng này đã được đăng trên khắp các tờ báo nước Mỹ, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, được truyền bá rộng rãi trong các trường học, nhà thờ, trên các diễn đàn, và đã phát trong vô số chương trình truyền thanh truyền hình. Một điều khá thú vị là các tạp chí định kỳ của nhiều trường học và cao đẳng cũng sử dụng bài viết này. Đôi khi một điều nhỏ bé cũng có thể tạo nên những ảnh hưởng lớn lao kỳ diệu. Bài viết này thực sự đã tạo nên một phép lạ với những bậc cha mẹ trong gia đình. Cha đã quên. Livingstone Lanner. Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha đây. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha, và cha đã chạy ngay đến phòng con để nói lời xin lỗi. Con người cha đã tức giận quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học. Lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vứt vật dụng lung tung trong nhà, cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con. Buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy, lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa. Vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi, cha chỉ cau mày và trả lời cộc lốc không chút thiện cảm: "Liệu mà về sớm đấy." Buổi chiều cha cũng tức giận với những sơ suất của con. Khi thấy đôi vớ của con trách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè thì lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải chất giả làm việc và dành dụm để mua cho con. Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng. Cha lại quát lên: "Mày muốn cái gì?" Và trái tim cha đã xúc động biết dường nào khi con chỉ im lặng chạy đến, dòng đôi tay bé bỏng ôm lấy cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương trìu mến, rồi lại chạy biến thật nhanh ra ngoài. Con thương yêu, con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ hãi lẫn đau xót nghẹn ngào xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha suốt ngày chỉ đi săm soi tội lỗi của con mình, một người cha chỉ toàn kiếm những điều xấu xa của con để mà chê trách. Và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con như là một đứa trẻ ư? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn.
Cha đã đo con bằng cái thước dành cho một người trưởng thành, bằng tất cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha. Con yêu của cha, trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền đầy thành kiến soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, những điều hay và sự chân thành hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con nồng ấm và to lớn như ánh sáng rạng đông, đang tặng bao nhiêu tia nắng ấm cho những ngọn đồi bao la. Con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng. Con thương yêu, cha không thể đợi thêm được nữa, cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn vào gương mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ với một niềm ân hận vô cùng. Có thể con còn quá bé bỏng để hiểu được những cảm xúc đang tràn ngập lòng cha. Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con, ngay cả trong những giây phút nóng giận bừng bừng. Cha sẽ là người bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười vui khi con gặp may mắn sung sướng. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời cắt gẫm mỗi khi con quỷ giận dữ trỗi dậy trong lòng cha. Cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng lắm. Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha như nhìn một con người trưởng thành thật sự. Giờ đây nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Sáng sáng con vẫn đũng nịu trong vòng tay trìu mến của mẹ, mái tóc thơ mềm mại của con còn dính díu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều. Tôi đã đọc bài viết này nhiều lần mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên. Rồi tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần trong đời tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh. Hãy thông cảm, thấu hiểu mọi người thay vì oán trách họ. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để biết rằng tại sao họ lại có những hành xử như vậy. Biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ. Như tiến sĩ Trần Sành đã từng nói, ngay cả Chúa Trời còn không xét đoán một người cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ. Vậy thì tại sao bạn và tôi lại làm điều đó? Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì vậy, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn, thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không khó, vượt lên trên sự phán xét đó để cư xử trọng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Nguyên tắc 1: không chỉ trích, oán trách hay than phiền.